Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng quý vị và sau đây là cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam từ California và nhà báo Mai Loan Nguyễn Tuấn từ Houston, Texas. Xin chào anh Mai Loan thưa Dạ vâng, xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nam và toàn thể quý khán thính giả. Rồi một chút cái gì muốn nói về Houston có gì xảy ra là lạ không anh? Trước khi chúng ta vào đề tài chính. Uh, Houston cũng không có cái gì uh, mới lạ trong uh, ngày hai ngày nay thì nó có mưa gió hơi thất thường một chút xíu uh, tuy nhiên cũng không có cái gì mà um, gọi là khác lạ ngoài uh, trong cái, um, uh, cái 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 cộng đồng người Việt Nam chúng ta cũng như là trong cái um, uh, cộng đồng Hoa Kỳ đó thì nó không có uh, cái gì khác uh, liên quan đến uh, với tình hình. Dạ. Yeah. Yeah. Bây giờ đi thẳng vào tin Hoa Kỳ luôn. Ta thường những chương trình của anh Mai Loan nói về thời sự Hoa Kỳ thưa quý vị đề tài mà chúng tôi muốn hỏi anh là người có người có dư luận cho rằng phe cộng hòa đảng cộng hòa chỉ là con cờ của nước nga của putin trong âm mưu quậy đục quậy cái vụ mà, đàn hạt là cái vụ mà impeachment impeachment lột chức ông biden thì chuyện này như thế nào thưa anh? Dạ vâng, um, thứ nhất đó là chúng ta cần nên nhớ đó là phía bên uh, nga đó thì họ đã tìm cách họ sen lấn vô trong cái chính trường nước mỹ uh, kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Uh, tức là họ muốn uh, thứ nhất là lũng đoạn cái 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 cái, cái niềm tin của người dân uh, mỹ và sau đó đó là họ cũng muốn bầu cho donald trump đắc cử thì nó sẽ dễ dàng hơn thay vì cho bà hillary clinton thì cái cuộc điều tra của ông công tố viên đặc biệt là Robert Robert Mueller đó đã đi đến cái kết luận cho thấy như vậy tuy nhiên ông Mueller ông có nói rằng là trong cương vị là công tố viên đó, yeah, thì không có được uh, truy tố như vậy còn cái ông uh, William Barr là tổng trưởng bộ tư pháp là cái người xếp của ông đó đó thì ông lấy cái báo cáo của ông Robert Mueller rồi ông xóa đi nhiều đoạn trước khi mà ông đưa ra cho mọi người xem đó là cái sự kiện như vậy và sau đó thì anh Nam biết rồi là ngay cả các viên chức tình báo và quốc phòng của Hoa Kỳ cao cấp nhất họ đã đều đi đến cái kết luận rằng là quả tình là nga và Putin có xen lấn vào cái điều này cho dù là ông ông Trump á, ông trong cái cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki với ông Putin á, thì ông Trump cũng làm một cái điều nghĩa là có thể nói rằng coi như là đi ngược lại quyền lợi quốc gia một cái um, cái sự thú nhận nghĩa là ô nhục nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đó khi mà ông Tổng thống Mỹ nói rằng là tôi tin lời của ông Tổng thống Nga hơn là tin các giới chức tình báo an ninh quốc phòng của nước Mỹ anh Nam thấy ông chưa bao giờ trong lịch sử có như vậy hết rồi đến okay, năm dạ đến năm 2020 cuộc bầu cử đó thì anh Nam biết là uh, cái việc mà ông Trump uh, với ông luật sư Rudy Giuliani uh, tung ra những cái tin uh, về Hunter Biden rồi nói rằng là ông tổng thống Zelensky của Ukraine uh, lúc đó thì nga chưa tấn công Ukraine thì nói rằng là ông chịu khó ông tuyên bố là ông mở cuộc điều tra uh, về tham nhũng uh, liên quan đến Hunter Biden vân vân thì tôi sẽ nhả cái số tiền ra là 400 triệu Mỹ Kim mà Thượng viện đã viện trợ cho Ukraine. Đúng ra là ông Trump không được quyền làm cái cái này tại vì đây là khi mà Thượng viện họ đã chuẩn chi thì ông phải thi hành. <laughs> Nhưng mà ông ông Trump ông lợi dụng cái quyền đó. Ông mới ra áp lực và cái đó nó về sau này tình cờ là những nhân viên ở trong cái hội đồng an ninh quốc gia đó lỗi việc trong đó có cái ông trung tá Vinh Minh, tình cờ họ nghe được cái câu nói đó cho nên họ thấy rằng là ồ như vậy là không được vi phạm thì họ mới tiết lộ ra ngoài và từ đó nó mới dẫn đến cái vụ mà ông Trump bị impeach uh, lần đầu tiên vào tháng 11 tháng 12 năm 2019 thì nó cho thấy là rõ, rõ ràng đó là uh, phía ông Trump và ra lệnh cho ông Rudy Giuliani đó cố tìm tất cả những cái gì moi móc coi có được không để mà ông sẽ dùng ông tấn công ông Hunter, ông ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 rồi cái kết quả đó mình tưởng là xong rồi cái kết quả bầu cử xong rồi nhưng mà không có ngờ rằng là những cái nỗ lực của phía nga đó nó vẫn xen lấn vào cái chuyện này nó tìm cách nó đưa ra những cái thông tin dối trá <laughs> đầu tiên nó đưa có một cái tay uh, Gallup uh, nói rằng là ồ, uh, cha con Biden nhận được cái số tiền 10 triệu ở ờ, từ phía Trung Cộng về sau người ta biết là cái tay đó cũng là một tay dối trá tay đó đó là những nhân chứng mà phe Cộng hòa họ đưa ra uh, Hạ viện khi mà họ nắm quyền đa số vào đầu năm 2023 sau đó người ta biết là cái tay này nó là một người vừa uh, có quốc tịch Mỹ vừa có quốc tịch do Thái thì nó đã bị truy tố nó đang tại đào nó đang trốn đâu đó đó cho nên mình mới thấy rằng là những cái nhân chứng mà của cái ông James Comer, cái ủy ban giám sát của hạ viện đưa ra nó là là những cái nhân chứng rất là bừa rồi sau này đó nó có thêm một cái nhân chứng mới là cái anh chàng Alexander Smirnov cái người này đó là cái người uh, gốc Ukraine của Mỹ luôn thì là đưa ra những thông tin nói rằng là cả hai cha con uh, Biden đó là đã có thông đồng với lợi những cái người bên nhân viên bên Burisma uh, nhận tiền vân vân cho nên là họ mới mở cái cuộc điều tra để mà mong rằng là impeach tức là đàn hạt luận tội bãi nhiệm ông tổng thống Joe Biden mặc dù là không hề có những bằng chứng nào hết. Mọi người đã mà ngay cả các nhà báo của bên um, bên bên Fox họ cũng cũng công nhận là cái anh cứ nói mà không có bằng chứng gì hết nhưng mà anh Nam biết cái thâm độc của các ông chính trị gia bên đảng cộng hòa đó là họ muốn bao che cho ông Trump họ muốn nói rằng là ờ quý vị cứ nhấn mạnh cái vấn đề là ông Trump là tổng thống đầu tiên bị impeach bị đàn hạt hai lần thì bây giờ ông Joe Biden cũng bị đàn hạt rằng cái mục đích của họ là như vậy đó tức là nó coi như vậy nhưng mà thật sự hai cái vụ đó nó hoàn toàn nó khác nhau ông uh, ông ông Trump là có bằng chứng rõ ràng còn ông Joe Biden là chỉ như là cáo giác thôi thì ai ngờ đâu mới đây cái anh chàng uh, Alexander Smolov uh, thì ảnh bị bắt tại uh, Las Vegas về cái tội đó ảnh bị cái ông công tố viên David Wise là của bên phía là ông mà do ông Trump bổ nhiệm đó nha điều tra mình thì uh, truy tố anh này là một cái tay chuyên nói dối một cái tay chuyên nhận những tin tức của các tình báo Nga, đưa ra những tin dối trá giả tạo để mà thổi phồng lên cái chuyện đó, cho nên anh này bị bắt. Cho nên tất cả những cái gì mà các danh biểu Cộng Hòa, ông James Comer, ông Jim Jordan đó quậy trong vòng nghĩa là mấy tháng qua, nói rằng là ồ sắp sửa có những bằng chứng về ông Joe Biden tham nhũng hối thối hối lộ thế này nó kia toàn là tin xạo láo mà là tin nó gọi là bị backfire nó bị phản ngược lại thì um, mới đây trong cái phiên điều trần vào ngày thứ tư vừa qua đó thì họ lôi ra thêm ba hai người nhân chứng ra cũng tố cáo được cũng trong đó có cái ông ông Koski gì đó cũng nói rằng ô ông Trump là nói dối uh, uh, serial uh, serial liar người nói dối chuyên nghiệp người nói như này kia rồi uh, những người khác á, thì um, những cái ông dân biểu khác mà, mà biện hộ cho ông uh, Biden á, là uh, ông Dan Goldman với là ông Tammy Ruskin cũng nói dối như vậy nữa cái anh chàng đó là Bobby đó ra nói như vậy nhưng mà họ không có ngờ rằng đó anh Nam biết ông là trong những cái người mà điều trần ra họ kêu ra phía bên các dân biểu dân chủ đó họ kêu ra một người là ai người thêm một người nữa là les partners cái tay này đó trước đây đó là một người ông này là người gốc ukraine nhưng mà trước đây cái cái tay này là hợp tác chặt chẽ với lời ông rudy giuliani trong cái nỗ lực đi moi những cái thông tin dối trá coi, coi có thông tin về bê bối về cha con hunter biden hay không rồi từ đó quậy lên để mà làm cái cớ biện hộ uh, coi như là cho cái vụ impeach ông ông uh, uh, joe biden thì bây giờ anh nam biết đó, trước đây mình mở ngoặt đây để mình nói những cái cuộc điều trần tại hạ viện như thế nào cái cuộc điều trần tại uh, hạ viện hay thượng viện đó, nó giống như là một cái phiên tòa tức là có hai bên đều ra uh, tranh luận họ gọi những nhân chứng ra để mà họ hỏi những câu hỏi cái người mà đứng uh, chủ tịch cái ủy ban đó là cái người đóng vai như là một quan tòa tức là điều hợp cầm cái búa ông gõ xuống khi nào cho nói không nói nhưng mà nó công bằng hơn không phải là một ông tòa là toàn quyền quyết định đâu cái người chủ tịch đó là đứng cái vai trò nhưng mà cái người đại diện của cái đảng đối lập đó, cũng có vai trò quan trọng nó gọi là ranking member rồi trong cái ủy ban đó ví dụ như nó có 10 người ngồi trên bàn thì mỗi người đều được cái số phiếu số phút bằng nhau mỗi người ví dụ 5 phút bằng nhau thì thí dụ như là cái người nhân chứng mà của phe minh đó thì cái người dân biểu đặt câu hỏi đó sẽ mớm những câu hỏi còn cái người dân biểu mà phe đối lập đó, sẽ chất vấn cái người kia coi câu hỏi nói đúng hay nói sai cho nên phía bên các dân biểu của phe uh, dân chủ đó kỳ này họ kêu cái ông um, uh, cái ông panas ra thì cái ông Panasra đó học trước tiên thì mình cũng nói lên hai cái người mà nhân chứng bên phe cộng hòa ra là ông Bublinsky ông cũng ra ông nói cái kiểu mà đánh phủ đầu đó, là là cái đảng cộng sản cho Trung Hoa đó nó đã thành công nó xâm nhập vào cái dưới thời của ông Tổng thống Obama ông Joe Biden rồi vân 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 ông nói cái kiểu như vậy cái tay thứ hai là Galanis ra cũng vậy luôn nhưng mà cái tay này đó là cũng bị kết tội là về cái tội mày lường gạt gian dối đó, đang ở tù 14 năm thì cũng uh, ngồi ở trong nhà tù đó, để mà khai như vậy thì những cái tay đó cũng đưa ra cái lời cáo buộc là ông Joe Biden là tham nhũng nhưng mà không hề có bằng chứng nào hết đến phiên cái người thứ ba là ông Lê Parnas ra thì ông này đóng ra ông mới nói cái sự thật thì ông mới nói cái chuyện đó ông nói cái cái, cái quan trọng là như vậy nào ông nói rằng là cái thông tin duy nhất mà được đưa ra để cáo buộc là cha con Biden dính liếu về đến Ukraine đó. Cái thông tin nó đến từ nước Nga và đến từ các điệp viên của Nga mà thôi. Mà tất cả những người trong phòng này, này tức là cái phòng của cái Hạ viện, hai các dân biểu cộng hòa đều biết như vậy. Và ông nói thêm như thế này nè, ông nói là kể từ khi, từ đầu rồi đó, trong suốt thời gian mà gọi là impeachment, được tôi đã nói rồi tôi đã nói mà tôi không hề thay đổi trong cái nhận định của tôi không hề có một cái bằng chứng nào về cái việc mà ông Biden cha con ông Biden chứ không phải Biden tham nhũng bên Ukraine bởi vì sao bởi vì nó không hề có gì hết ông nói they truly was known tức là không hề có bằng chứng nào hết và ngược lại ông nói rằng là khi mà mình tạo lên thổi phồng lên những cái việc mà làm như là có vừa gian dối như vậy đó thì mỗi cái người mà dính líu trong cái vụ này đó đều đã che đậy cái hành động sai phạm của mình rồi và cái điều đó nó kéo dài cho đến ngày hôm nay ông Panasonic nhấn mạnh như vậy cũng nói cái gọi là thủ tục đàn hạt tổng thống Joe Biden đó hiện là nó được dựa trên một đống những cái thông tin dối trá Ông nói về a bunch of false information và những cái thông tin dối trá đó nó được phát tán bởi điện uh, cẩm linh tức là cái trung tâm quyền lực ở bên Nga. Rồi sau đó ông Panas ông mới giải thích từng chi tiết. Ông nói cái nhiệm vụ của tôi làm việc cùng với lời Giuliani với ông Trump đó là nó kéo dài trong nghĩa là suốt một năm trời tôi đi khắp nơi để, để tôi cố tìm những thông tin nào bất lợi cho uh, cha con Biden. Rồi tôi đi sang bên Ukraine, tôi đi sang Ba Lan, tôi đi sang bên Tây Ban Nha, bên Vienna của Áo, bên London và nhiều nơi khác. Và trong suốt những cái chuyến đi như vậy đó, tôi tìm chính xác không có một cái bằng chứng nào phạm pháp của cha con Biden. Ông nói là I found precisely zero proof không zero hoàn toàn zero như vậy nhưng mà cái mà ông panas ông nói đó ông muốn tìm được là gì là cái điện cẩm linh là cái trung tâm quyền lực của nga đó nó đã cố tình nó nhồi nhét những cái thông tin bóp méo nó gọi là disinformation xuyên qua nhiều cái ngã đường khác nhau siêu qua những cái hệ thống truyền thông của nga của ukraine của nước mỹ và nhiều cái thông tin khác để mà nó sen lấn vào cái cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ cái mục tiêu tối hậu của cái chiến dịch đó năm, từ năm 2020 là gì? Để nó đem lợi lại nhằm làm sao cho ông Trump được tái đắc cử và nếu được như vậy thì nó cũng có sẽ có lợi cho Vladimir Putin đó là cho nên chúng ta thấy cái, 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 cái chuyện đó bây giờ nếu mà mình đi vào trong uh, uh, chi tiết đó anh Nam thì ừ. mình sẽ thấy rằng là nó có những cái cụ thể lắm Tức là Trump năm 2020 đó Nhờ Rudy Giuliani tổ chức một cái chiến dịch Mà như chúng tôi nói tìm những thông tin để bôi nhọ Biden Rudy đi qua bên Ukraine gặp gỡ nhiều người Kể cả những viên chức mà của tòa đại sứ Mỹ ở Ukraine Áp lực họ phải làm thế này thế nọ kia vân vân Để giúp cho lấy những tin tức dối trá như vậy rồi về mới đưa cho về ném những cái tin tức mà giả trá này cho bộ tư pháp và những người trong đảng cộng hòa uh, ở bên quốc hội rồi sau đó đó ngay cả ông william ba ông cũng biết là dối trá đó, cho nên cuối cùng đó, ông nói là dẹp cái hồ sơ đi nhưng mà có những cái tay chính khách như là cái ông nghị sĩ ron johnson ở tiểu bang wisconsin đó, họ nhằm được nắm được cái đó cái họ cũng thổi thùng lên như vậy rồi có nhiều tay khác nhau ông Scott Brady là một cái người công tố viên mà do Trump bổ nhiệm nó cũng ra nói rằng xác nhận là cái tin tức này dối trá những cái tin tức mà sai trái này đó là nó cũng có vẻ như là nó đáng tin cậy rồi cơ quan FBI đó thì họ điều tra họ thấy rằng là cái mức độ mà khả tín đó, tại cái lời của cái tay mà Alexander Smirnov này đó mình không có mặc dù hắn là cái thằng mà anh lương của của, của FBI để mà khai tức là hắn cũng là có thành tích như, um, gọi là không có ngay thẳng gì nhưng mà cơ quan tình báo thì họ phải mua tin rồi họ kiểm tra cho nên họ không tin thì khi mà họ thấy những cái thông tin của tên nó này không đáng tin cậy đó họ viết trong mấy cái lời báo cáo nó nó viết trong một cái bản báo cáo nó tên là FD1023 những cái tin tức đó những tin mật họ không có thể đưa ra ngoài được tại một, một phần là họ muốn không muốn cho cơ quan tình báo của bên nước khác biết được là họ họ có như thế nào thì cái cái đám cộng hòa hiện nay đó nó mới hâm dọa nó ô như vậy tại sao cơ quan FBI không có đưa cái tin nó ra đi có đây có phải là cover up bao che cho ông 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 Joe Biden hay không đó cho nên anh em thấy trong những tháng trước đây cái tay Ted Cruz của nghị sĩ ở Texas á, anh lên hẳn nói chứ tại sao mà không có công bố ra cho mọi người biết cái cái bản tin về FD 1023 vân vân cái ông nghị sĩ Chuck Grassley cũng quậy lên như vậy nữa. Giờ đây người ta mới biết những cái tin mà của cái anh chàng Smirnoff nó tung ra đó. Nó là tung tin dối trá và nhằm gây hỏa mù trong nước Mỹ. Mà cái tin dối trá là do ai là cho Nga và những tay điệp viên của Nga cung cấp cho cái tin này. Thì FBI họ biết được cái đó rồi, họ không có tin. Nhưng mà họ giữ kiến như vậy, những cái phía bên Cộng hòa họ chụp lấy cái cơ hội đó để nói rằng ờ à, quý vị giấu kiến, quý vị không công bố là quý vị bao che cho, cho ông Joe Biden. Cho nên kỳ này khi mà Smirnov á, ảnh bị bắt cái đây mấy tháng, thì người ta tưởng rằng là phe Cộng hòa họ phải phi vỡ mặt họ xấu hổ họ dẹp đi cái vụ này đi không họ vẫn ngoan cố họ làm nói ô tôi không không tôi vẫn tiếp tục tôi mở cuộc điều trần về cái vụ mà gọi là impeach ông Biden cho nên kỳ này ông Panas là ông nói huỳnh tuyệt luôn ông nói rằng là tất cả những cái người nào mà Nghĩa là phát tán những cái thông tin cho rằng là ông Biden tham nhũng đó. Những cái thông tin vớ vẩn này kia. Họ biết rằng là những cái thông tin nó không có dựa trên một cái nền tảng nào. Ông này ông nói là baseless, không có một cái nền tảng nào hết đó. Rồi sau đó ông nêu từng tên người một đó. Ông nói là cái tay dân biểu Devin Nunes ở bên uh, California đó. Của đảng Cộng hòa Tây này. Lúc đó, đó là anh Nam biết... Chủ tịch Ủy ban Tình báo của um, uh, Hạ viện. Cái người thứ hai là cái ông nghị sĩ John Johnson ở Wisconsin mà như chúng tôi nói đó, ông này lúc đó Chủ tịch của cái Ủy ban Nội an của bên uh, thượng viện. Rồi còn nhiều người khác nữa, trong đó có một cái tay nhà báo kỳ cựu John Solomon của diễn đàn thời Hưu cái tay bình luận San Hannity và nhiều người khác đặc biệt là của cái đài fox news trong mấy năm qua cứ ngày nào cũng lên nói là, là cha con ông biden là hối lộ của nga thật sự ra cái đó là thông tin dối trá ở bên phía nga dĩ nhiên sau này cái anh chàng panas này đó thì anh bị uh, kết tội về cái tội mà gọi là gian lận tiền bạc rồi uh, hoạt động uh, uh, coi như là yểm trợ tiền bạc một cách phi pháp là vì khi anh nhận tiền của phía bên nga bên khác đó, anh yểm trợ cái quỹ vận động cho ông trump và nhiều chính khách của đảng cộng hòa kể cả cái ông kevin mccarthy cũng nhận tiền luôn như vậy nhưng thành ra ông ông nói rằng là khi mà tôi bị bắt lại đó và trên cái cáo trạng buộc tội tôi đó có nói rằng là có thêm một người nữa đồng uh, chủ mưu trong cái vụ này nhưng mà không có bị uh, uh, cáo trạng buộc tội đó là ai. Người đó không ai khác hơn là ông dân biểu Pitt Session, người của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas mà cái ông này hiện nay đang ngồi trong cái ủy ban mà đang mà gọi là điều trần ấy, mặt những người này nghĩa là mặt sám ngoét không biết nói năng gì hết. Panas cũng nói luôn cái người ông William Barr thường cũng là người có tội luôn tại ông biết rõ ràng là những cái thông tin đó là dối trá nhằm gọi là, là 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 bôi cho chết chấu chụp mũ ông joe biden nhưng mà không, không có cái bằng chứng và dĩ nhiên cái người có trách nhiệm nhất là trump bởi vì trump đã khuyến khích là giuliani hãy tìm cách nghĩa là sen lính vào cái, cái 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 chuyện này cho nên tất cả những cái sự kiện dối trá đó nó làm cho tất cả cái dân biểu Cộng Hòa trong cái phim điều trần ngày thứ tư vừa qua coi như là cứng miệng. Đài Phúc đang điều trần giữa chừng bỏ ngang không có tiếp tục tiếp nữa. Đó là tại vì họ bị lật chân ra. Rồi trong cái phiên này, trong cái phiên điều trần này, một cái ông dân biểu của đảng uh, Dân Chủ là ông Jared Moskowitz, đại diện cho tiểu bang Florida. Ông nói rằng là quý vị cứ nói là ông Joe Biden là tham nhũng là mở gọi là là mở cuộc uh, luận tội để bãi nhiệm ông nói là ô oh, vậy là tốt lắm vậy thì tại sao ông James Comer này nè không có kêu mọi người hãy bỏ phiếu coi có có đồng ý chấp thuận là luận tội ông Joe Biden hay không ông James Comer với mấy tay uh, cộng hòa khác im tin thiết không không có tay nào dám mở miệng ra hết rồi xong ông Moskowitz, ông là người của đảng Dân Chủ nha. Ông nói, ok, bây giờ tôi sẽ giúp quý vị, tôi sẽ nộp một cái motion để mà luận tội Tổng thống Joe Biden. Quý vị ở đây, có ai giơ tay lên để ủng hộ tôi không? Không một tên Cộng hòa nào đó dám giơ tay lên hết. Thành ra ông Moskowitz nói là tôi làm cái này để chi? để tôi muốn cho người dân Mỹ đó thấy rằng đó là cái đám cộng hòa hiện nay nó quậy phá như vậy trong thâm tâm nó sẽ không có bỏ phiếu luận tội ông Biden nó biết thứ nhất không hề có cái bằng chứng nào hết thứ hai nó chỉ quậy cái này như là một cái trò hề thôi một cái trò giả dối thôi nó muốn nói rằng là là hearing này nọ kia và tại vì sao tại vì có vài cái tay dân biểu cộng hòa cực hữu đó nó đã hứa với là cử tri cuồng điên của nó chống Biden nó nói rằng là tôi tụi tôi mà đắc cử uh, để nắm đa số trong cái cuộc bầu cử cuối năm 22 vừa qua đó thì chúng tôi sẽ mở cái cuộc điều trình ra để mà luận tội bãi nhiệm ông Joe Biden giống như là cái chị Marjorie uh, Taylor Greene cũng giống như nhiều người Việt Nam mà cuồng râm cũng tin là như vậy khi mà phe cộng hòa mà nó nắm được đa số nó sẽ trở thành cái cơ quan quyền lực nhất nó sẽ mở những cuộc điều tra về cái việc mà chính quyền Biden tham nhũng hối lộ như là cái thí dụ điển hình là cái ông nhà báo Nguyễn Văn Khanh như là cái thí dụ điển hình là của một cái người mà gọi là viên chức cụ viên chức cao cấp của thời Việt Nam Cộng Hòa mình là ông Hoàng Đức Nhã từng là tổng trưởng về dân vận thời 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 ông Thiệu đó một người có kiến thức như mà, mà cũng còn tin rằng là phi mà phe cộng hòa họ nắm đa số đó họ sẽ mở những cuộc điều trần để xem coi là chính quyền Joe Biden có gian dối gì được hay không thì giờ đây người ta mới biết là tất cả những cái thông tin đó là họ bị nhồi sọ bởi những cái lập luận của ông James Comer, ông James Jordan mà những cái tay James Comer hay James Jordan này là họ được nghĩa là ừ, tiếp những cái lời lẽ của cái tay alexander smirnov giờ đây những cái thông tin đó mới biết là do nga và các điệp viên của nga tung ra như vậy và cái điều đó là chúng ta phải cần ý thức được cái điều này và chúng tôi tin rằng cái ngày thứ tư hôm qua đó nó có thể coi như là cái ngày bán chính thức để nói rằng là cái gọi là âm mưu muốn impeach đàn học nó, nó chết, nó phải chết từ cái ngày đó tức là từ đây về sau sẽ không có cái cuộc bỏ phiếu nào hết và nếu không muốn nói thì phe Cộng hòa giờ đây họ đang tìm cách dẹp bỏ cái vụ này một cách nào đó để mà khỏi bị mất mặt mà thôi xin trở lại với anh Nam ạ à. như vậy thì cái trường hợp này nó còn có nhiều bàn tay nhưng đúng vô quá và nó không đứng trên quyền lợi quốc gia mà đảng hòa càng ngày càng cái đó mới là cái quan quốc trọng quốc đúng vậy dạ, đúng. và càng phe phái trả thù đủ thứ đó. trong suốt cái mấy năm vừa qua khi mà đảng hòa trong cái thừa hạ viện đó, thì họ gần như là bị dính vào chuyện đó, đánh phá và ngay cái dư luận của Hoa Kỳ những bài viết Hoa Kỳ cho thấy rằng những tin mới cho biết đó là hiện nay đảng hòa bây giờ họ bất chấp và đấu đá hết dân chủ hết tổng thống rồi những phe phái của nội bộ đánh nhau tơ tơ tả các phe phái của nội bộ của hạ viện hành xử theo quyền lợi từng nhóm phá nát cái hạ viện hết kinh hoàng quá cái cái tình trạng mà gọi là phân hóa cùng cực đó thưa anh Nam là một cái chuyện nó vẫn thường xảy ra chứ không phải là chỉ có thời này mới xảy ra. Tuy nhiên là khi mà chúng ta tấn công đối, đối phương tức là người Cộng Hòa tấn công phe Dân Chủ và người Dân Chủ tấn công phe Cộng Hòa mình có thể dùng tất cả những cái lời lẽ gây gắt để mình tấn công về cái chính sách của họ đó nó không có phù hợp theo ý nghĩ của mình nhưng mà nó phải có một cái lành răng anh Nam, tức là mình yeah. vì tấn công mà mình sẵn sàng dùng những cái lập luận sai trái và mình phải coi coi những cái lập luận nó do ai cung cấp ra. Nếu như là nó do kẻ thù nó cung cấp ra đó thì chúng ta phải dè chừng lại, chúng ta phải ngừng lại. Mà anh Nam biết mà mình nhìn trong cái lịch sử của um, từ trước đến nay từ Âu sang Á đó, mỗi khi mà một cái chế độ nào mà nó sắp sửa Nó bị lung lay đó Trong nội bộ nó bị chia rẽ đó Thì bao giờ chúng ta cũng sẽ thấy là Phía các nước thù nghịch đó Nó đưa người nó xâm nhập vào Để mà nó tung tin dối trá Nó làm hỏa mù như vậy Và vô tình những cái người đó Trở thành là những nạn nhân Nhẹ nhất là những cái chính khách Của đảng Cộng Hòa Trở thành là những cái con tin Trở thành những con cờ do Putin nó lèo lái tệ hơn nữa là họ có thể họ biết như vậy nhưng mà họ mặc kệ cái mục tiêu của họ là phải họ phải hạ bằng được hạ được bằng được là ông Joe Biden để họ mong nắm quyền mà như trường hợp của ông Joe Biden thì anh Nam biết rồi à, xin lỗi xin hợp trường hợp của ông Trump thì anh Nam biết rồi ông bất chấp ừ. quyền lợi Ông chỉ cần làm sao là hạ được Biden để ông tái đắc cử. Cho nên ông bất chấp quyền lợi của NATO, ông bất chấp quyền lợi của của cái khối đồng minh như vậy. Cho nên ông mới sẵn sàng nói câu rằng là những cái nước trong khối NATO mà cái nước nào mà không có chi ra cái số tiền mà ngân sách cho quốc phòng mà lên 2% đó thì để cho cái thằng uh, Nga nó đánh chết mẹ nó đi. Đó là nguyên văn của ông Trump nói như vậy. Không ai, không ai một là một người mà trong cái khối liên minh NATO mà cái nước mạnh nhất là cái nước Hoa Kỳ đó mà lại nói cái câu nghĩa là 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 gọi là là, là đâm sau lưng chiến sĩ tại vì khối NATO là cái khối 30 nước giờ đây nó là 32 nước nó đoàn kết như một một nước nào mà bị tấn công thì cả cái khối NATO đó là bị tấn công phải trả đũa tự nhiên mình lên nói cái kiểu đó mình nói cái kiểu ngang xương như vậy là là cái hành động là hành động đông sau lưng cho nên nhiều người không biết cái cuộn nó ô ông, ông trump muốn nói như vậy tại vì không muốn là nước mỹ phải tiếp tục phải trả uh, tiền để mà bảo cho không hai phần trăm ngân sách quốc phòng là cho cái nước đó mà thôi cho mỗi nước nó mạnh mà thôi nhưng mà donald trump chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và trong cái vụ này đó mình không biết là donald trump vô tình cố ý hay là trở thành là con tin hay là con cờ của putin nhưng mà đây là cái lúc chúng ta phải ngừng lại, bình tĩnh sáng suốt để thấy rằng là giữa những cái tranh chấp đảng phái đó, mình phải có một cái lằn ranh không có nên vượt qua. Và khi mình đã biết là mình đã bị lừa gạt rồi thì mình phải thức tỉnh. Và thứ hai, mình phải can đảm nhận lỗi rằng tôi rất là là sai lầm trong cái vụ đó. Còn giữa cộng hòa với là dân chủ thiếu gì điều để mình chỉ trích Tại sao mình lại dựa vào những thông tin dối trá để mình chỉ trích? Và cái nguy hiểm là những thông tin dối trá đó là nó do kẻ thù của mình nó gài vào. Nó do Nga, nó do Tàu, nó do Iran, nó do Bắc Hàn nó gài vào. Cái đó mới là cái điều đáng chết. Xin trở lại với anh Nam ạ. Rồi chúng ta tiếp tục cái đề tài này hay là chúng ta sang đề tài thứ hai thưa anh? À, cái đề tài đó thì đủ rồi nhưng mà chúng ta chờ vài ngày nữa coi cái 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 dư âm của những cái lời khai của ông Panas nó như thế nào. Bây giờ chúng ta uh, chuyển sang một cái đề tài khác cũng khá thú vị là chúng ta hãy tìm hiểu xem rút tỉa được những cái bài học nào sau cái kết quả bầu cử sơ bộ tại năm cái tiểu bang vào ngày thứ ba vừa qua. Cái đề tài này đó nó không có được uh, uh, nói đến nhiều trong những ngày vừa qua mặc dù là uh, trong thực tế năm trong năm cái tiểu bang này đó nó có ba cái tiểu bang là lớn và đông dân năm cái tiểu bang đó gồm có tiểu bang nào Arizona Florida Illinois Kansas và Ohio thì anh Nam thấy đó Florida là cái tiểu bang đông dân thứ nhì sau um, California Illinois với lại Ohio truyền thống từ trước đến nay cũng là những cái tiểu bang rất là đông dân Arizona cũng vậy luôn nữa, cũng đáng kể, có 11 cử chi đoàn, thí dụ như vậy chỉ có Kansas là tương đối ít thôi, nhưng mà tổng cộng năm cái tiểu bang này mà gộp lại đó, cái số cử chi đoàn của nó lên đến 83 người. Thì thí dụ như anh Nam biết là trên nước Mỹ là tổng cộng là 400 không, 537. Cho nên nếu mà ứng cử viên nào mà có 270 phiếu cử tri đoàn là đắc cử tổng thống cho nên cái số 83 ngày cũng quan trọng lắm cho nên cái ngày thứ ba vừa qua đó nó cũng được coi như là một cái loại mà Super Tuesday nó không có lớn bằng hai cái Super cái Super Tuesday hai tuần trước khi mà 15 tiểu bang cùng bỏ phiếu cho nên cái kết quả này đó nó nó cũng đáng để cho người ta tìm hiểu và phân tích mặc dù rằng là, là cái kết quả chung cuộc đó nó là một cái điều ai cũng biết hết rồi anh nam biết rồi yeah. cái vòng uh, bầu cử sơ bộ đó thường thường cái nó chỉ đáng chú ý là cho cái đảng nào mà không có nằm trong tòa bạch ốc tại vì cái đảng nào mà ông tổng thống ông đang ngồi tòa bạch ốc ông ra tái tranh cử đó thì vòng bầu cử sơ bộ là coi như là không cần nữa không ai trong đảng mình ra, ra đối đầu hết phải không ạ rồi cái đảng yeah. đối tập á thì mới mới là bao nhiêu người mong ra để mà mong mình có thể được đại diện đảng rồi không biết đâu mình thắng cử người kia làm sao thì cái trường hợp đó là trường hợp của đảng uh, cộng hòa năm nay thì cái đảng cộng hòa năm nay anh Nam thấy đó nó khác biệt với lại năm 2016 khi mà nó gọi là open tại vì mọi người đều ra hết có ông uh, lúc đầu có nhiều người nhảy ra có Ron DeSantis có Nikki Haley có Vivek Ramaswamy có ông Chris Christie có cả ông Mike Pence nhiều nhiều vẫn bất lắm nhưng mà rồi cuối cùng á, tất cả những người đó là rút lui mà rút lui rất là sớm thường thường là phải đến khoảng tháng 4, tháng 5 gì mới dần dần từng ngày ai nấy cũng rút lui ngay cả cái vòng đầu ở Iowa đó thì là uh, ông Ron DeSantis, Lamar, Marx, ông. rút lui chỉ còn có bà Nikki Haley, bà Nikki Haley cầm cự cho đến cái ngày mà Super Tuesday cái hai tuần đó bà cũng rút lui cho nên chỉ còn có mình ông Trump thôi cho nên cái chuyện bầu cử sơ bộ kỳ này nó 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 không có còn hào hứng ở cái nghĩa là ai là người về đầu ai cũng biết rõ ràng chỉ có ông Donald Trump bên đảng cộng hòa và Joe Biden bên đảng dân chủ câu hỏi đặt ra đó là Donald Trump và đảng cộng hòa sẽ ứng phó ra sao khi mà các phiên tòa xét xử đó nó sẽ diễn ra trong những ngày tháng tới nếu như ông bị kết án là có tội vân vân đó là cái câu hỏi đặt rồi như vậy đó, trong cái bối cảnh đó thì anh Nam và nhiều người cũng đã nói, Ồ như vậy cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua có cái gì đặc biệt đâu? Cần gì mà phút rút thì ai cũng biết là là ông Trump với lời ông Joe Biden đều đều, đều 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 gọi là thắng lớn rồi. Nhưng nó cũng có nhiều cái điều rất là, là là lý thú thưa anh Nam. Bây giờ có cái cái điều mà uh, có nhiều cơ quan truyền thông họ có tường thuật lắm. Chúng tôi lấy một cái bài của nhà báo Susan Milligan trên cái tạp chí US News and World Report đó đưa ra một cái bài tóm lược cũng rất hay. Thứ nhất đó là mình thấy là uh, trong vòng ngoài cái chuyện bầu cử vòng bầu sơ bộ mà cho chức vụ tổng thống nó còn có những chức vụ cho những cái cái, cái bầu cử cho những chức vụ khác như là nghị sĩ danh biểu vân vân. Thì trong cái lần này đó thì người ta thấy rằng là tại tiểu bang Ohio nó có cái cuộc tranh sơ bộ trong nội bộ đảng cộng hòa để coi có cái người nào ra đại diện để đấu với lại cái ông nghị sĩ sherry brown của đảng dân chủ và người ta nghĩ rằng là nếu như là cái người này mà thắng ghế ô ở ohio thì coi như là phe cộng hòa sẽ giành lại cái đa số ở thượng viện thì tại Ohio đó nó tranh cử gây gắt giữa ứng cử viên của đảng Cộng hòa một bên là đảng Cộng hòa truyền thống phía bên kia là đảng Cộng ứng viên Cộng hòa mà cuồng Trump người ta coi người nào thắng thì ở tại uh, Ohio đó cái người ứng cử viên mà Maga mà được Trump ủng hộ đó là cái ông uh, Bernie Moreno ông lại thắng ông về đầu ông thắng cái người mà ứng cử viên của Cộng hòa theo kiểu truyền thống là ông Matt Dolan một cách dễ dàng. Cái điều đáng nói đó thưa anh Nam, cái kết quả này là cái kết quả phe dân chủ rất là mong muốn, rất là vui mừng. Lý do là vì sao? <laughs> Tại vì họ nghĩ rằng là cái tay mà cuồng Trump Bernie Moreno này đó là cái tay đến tháng 11 này đó họ sẽ dễ dàng tấn công hơn. Còn cái tay mà Cộng hòa truyền thống là ông Matt Dolan nó sẽ khó ăn hơn. Lý do là vì sao? Là tại vì với cái thành tích rất là cuồng trâm như vậy đó thì trong cuộc bầu cử tháng 11 đó cái ông uh, Sherrod Brown của Đảng Dân chủ đó dễ dàng thành công hơn. Nó đó là trường hợp đã xảy ra trong năm 2022. Mà chính ở cái tiểu bang Ohio này là phe Dân chủ họ bỏ thêm tiền ra gần 3 triệu Mỹ kim để mà họ quảng cáo giúp cho cái ông Moreno này đó là thắng cử cái điều đó là một cái chiến một cái chiến thuật đó nó gây uh, nhiều cái tranh cãi nhưng mà nó có kết quả tại vì người ta đặt họ đặt cái câu hỏi là tại sao phe dân chủ đó lại bỏ tiền ủng hộ cho một trong hai ứng cử viên tại mình lựa cái ứng cử viên nào mà nó cuồng trâm đó cho nó đắc cử vòng sơ bộ đi đến tháng 11 đó mình sẽ tấn công nó dễ dàng hơn đó là cái điều học đầu tiên thứ hai là cả hai ông Biden và ông Trump Đi vận động tại nhiều cái tiểu bang chiến địa và trong những cái đó nó rút ra được cái cái cái, cái bài học như thế nào là những cái ứng cử viên mà gọi là cuồng Trump đó ở Ohio đó thì họ không có được cái tỷ lệ ủng hộ nhiều bằng những cử viên cộng hòa truyền thống chẳng hạn như là hồi năm 2022 cái ông thống đốc Ohio, ông Mike DeWayne, ông này, ông tái đã cử dễ dàng trước đối thủ của đảng Dân Chủ. Ông thắng với cái tỷ lệ là 63% trên 38%. Nhưng mà trong năm 2022, ở cái chức vụ mà nghị sĩ liên bang ở Ohio đó, cái ông mà được, uh, cái tay cuồng Trump mà được Trump ủng hộ đó là JD Vance. Ông thắng một cái chật vật trước đối thủ của phe dân chủ với cái tỷ lệ là 53 40 phần 47 thôi cho nên ông Mike Dewine đó thống đốc ông thắng với tỷ lệ 63 phần trăm còn JD Vance cũng là Cộng hòa thắng với 53 mà thôi do đó ở mặc dù Ohio hiện nay nó có đa số cử tri phe Cộng hòa nhưng mà trường hợp của cái ông Moreno này đó là cuồng Trump cho nên cái ông Sarah Brown ở bên phe dân chủ có nhiều hy vọng hơn để mà có thể thắng được bởi vì những một cái cuộc thăm dò dân ý mới hiện nay của Đại học Emerson College cho thấy là ông Brown vẫn dẫn trước cái ông Moreno này dễ dàng hơn đó là cái 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 thứ hai cái thứ ba đó là mặc dù người ta nói rằng là đa số cử tri Cộng hòa hay Dân Chủ đó, cũng không có hài lòng lắm với hai người. Ờ, phía bên Dân Chủ họ nói là mong có một người nào trẻ hơn là ông Joe Biden. Phía bên đảng Cộng hòa nói là có nhiều người ta cũng không thích uh, 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 ông Donald Trump nữa. Cái điều đó là một chuyện tất nhiên. Nhưng mà trong hai người đó đó, thì Donald Trump gặp khó khăn nhiều nhiều hơn. Thứ nhất đó, là người ta đo lường... thích. Của... À, vâng, thì bây giờ đó là uh, chẳng hạn như là ở tiểu bang uh, Illinois ông Joe, <laughs> ông Joe Biden đó, ông được đến nghĩa là 91% cử tri bên đảng dân chủ. Trong khi đó đó thì Donald Trump chỉ được có 81% cử tri của Đảng Cộng hòa mà thôi. Còn ngay cả bà Nikki Haley là đã rút lui rồi mà cũng được 14% rồi Ron DeSantis cũng rút lui từ cả tháng rồi cũng được đến 3%. Thì cái con số 17% những người mà không ủng hộ cho Trump kỳ này mà tại tiểu bang, đó, tức là nó dấu hiệu cho thấy là cái số người Cộng Hòa mà họ không còn hâm hở ủng hộ cho Trump đó, nó xuống nhiều so với trước đây. Thì đó là một cái dấu hiệu không tốt. Rồi ở tiểu bang chiến địa quan trọng là Arizona cũng vậy luôn. Trump được 78% của cử tri Cộng Hòa. Người ta thấy 78% là ghê gớm lắm, mà thật sự ra không. Bà Haley được 19%, Ron DeSantis được 2%, tức là đến ít nhất là 21-22% cử tri Cộng Hòa không ủng hộ cho Trump. Mà cử tri đi bầu, mà gọi là uh, sơ bộ, tức là rất là siêng đi bầu. Đó, mà họ còn như vậy. Trong khi đó, ông Joe Biden ở Arizona được đến 90% cử tri dân chủ. Cho nên mặc dù những cuộc thăm dò dân ý, nó đưa ra kết quả, nó nói rằng là ở ngay cả cử tri Cộng hòa họ không thích ông Joe Biden nữa, nhưng mà họ vẫn xiên đi bầu 90%. Trong khi bên phía Cộng hòa đó thì là đó nó thậm chí được 78%. Cho nên anh Nam thấy ở những cái tiểu bang chiến địa đó, mình hơn nhau 1-2% đã là cái kết quả nghĩa là thắng thua rồi huống chi là đến có hơn mà 10%, 15% cử tri của đảng mình mà họ không có xuyên đi bầu. Rồi, bây giờ đến cái tiểu bang Ohio, tiểu bang là trong hai cuộc bầu cử tổng thống gần đây đó là nghiêng về phía uh, Cộng hòa rồi. Thì Donald Trump được 79% cử tri Cộng hòa. Trong khi đó bà Haley được 14%, Ron DeSantis 3% mà hai cái người này đã rút lui rồi nha, đã rút lui rồi nha thưa anh Nam. Thành ra cho thấy là ở đây đó Donald Trump chưa được 80% trong khi đó thì ông Joe Biden được đến 87% của cử tri phe dân chủ và tại tiểu bang Kansas y hệt như vậy ông Joe Biden được 84% của phe dân chủ nhưng mà Trump chỉ được có 76% của phe Cộng Hòa mặc dù là Kansas là một tiểu bang rất rất là bảo thủ <laughs> ở Florida y hệt như vậy mặc dù là tiểu bang của Ron DeSantis Trump thì dĩ nhiên Ron uh, DeSantis đã rút lui rồi cho nên không mong gì hết nhưng mà ông Trump uh, được 81% uh, cử tri mà phần còn lại là Harley với Ron DeSantis <laughs> thì đó là một cái cái chuyện rồi bây giờ trong cái cuộc bầu cử một sơ bộ vừa qua cái tiểu bang mà đáng chú ý nhất đó thưa anh Nam là tiểu bang Ohio yeah. Ohio đó như chúng tôi nói giống như Florida những cái năm sau này đó nó nghiêng nhiều về bên phe Uh, bên đảng uh, bên 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 đảng cộng hòa bên bảo thủ nhưng mà nó có nhiều cái dấu hiệu rất là bất an cho phe uh, cộng hòa lý do là vì sao là tại vì họ có một cái sự mà tranh chấp trong nội bộ như chúng tôi giải thích ở phần đầu đó ông Moreno là một cái người gọi là cuồng Trump tâm ủng hộ nhưng mà có rất nhiều những người cộng hòa ở Ohio đó họ là cộng hòa truyền thống họ đã quy tụ lại để mà ủng hộ cho cái ông linh nhưng mà cuối cùng họ thua. Mới nhìn qua thì mình thấy là ô trong hai cái kỳ bầu cử sau này đó là Ohio bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa vậy thì Donald Trump có thể nghĩa là an tâm sẽ giành được cái 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 chiến thắng tại đây sẽ lấy được 17 phiếu cử chi đoàn nhưng mà chuyện đời nó không dễ dàng. 2020 đó thì Donald Trump thắng dễ dàng tại uh, Ohio nhưng mà sau đó thì chưa chắc tại nó thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì ngay cả một cái cuộc thăm dò dân ý tức là hỏi những người cử tri vừa rời khỏi phòng phiếu đó thưa anh Nam. Thì ừ. trong số những cử tri cộng hòa đi bỏ phiếu đó có đến 11% cử tri cộng hòa họ nói rằng là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào tháng 11. Anh Nam thấy ghê chưa? 11% ừ còn 8 phần trăm cộng hòa nói thì không tôi sẽ không có bỏ phiếu cho uh, Trump đâu nhưng mà họ nói là tôi cũng không bỏ phiếu cho ông Joe Biden thì không sao tại vì cái đám mà nó không bỏ phiếu cho có hai người đó thì nó không hại gì cho ông ông Joe Biden hết đó tại vì nó là cộng hòa mà nhưng mà nó nó hại cho cho Donald Trump tại vì nếu mà nó ở nhà thì đó nên đó nó mất số phiếu 8 phần trăm cộng thêm 11 phần trăm kia họ nói rằng là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho Joe Biden vào tháng 11 cho nên, nói tóm lại Ohio kỳ này vẫn là một cái tiểu bang chiến địa như là trước đây nó hơi lean uh, Cộng Hòa, tức là nó hơi nghiêng mà Cộng Hòa nhưng mà cái yếu tố kỳ này đó, Donald Trump gây cái sự mà gọi là chia rẽ trong nội bộ Cộng Hòa giữa Cộng Hòa MAGA và Cộng Hòa truyền thống nó có thể khiến cho Ohio đó sẽ trở thành là một tiểu bang nghiêng ngửa và phe dân chủ họ có thể sẽ dồn tiền vào để mà họ vận động tại đây. Ngoài những cái tiểu bang chiến địa khác trong đó có Wisconsin, Michigan và Pennsylvania, Arizona vân vân. Và nếu như vào giờ chót mà Ohio mà bỏ phiếu cho ông Joe Biden kết bất ngờ như là Georgia đó thì cái điều này đó nó sẽ báo hiệu một cái sụp đổ, một cái thất bại rất rất lớn cho đảng Cộng Hòa năm 2024 này. Và đó là một cái điều mà từ đây cho đến ngày tháng 11 đó chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi như thế nào. Xin trở lại với anh Nam ạ. À. Ok, cục, sự chính trị Hoa Kỳ rắc rối quá, chính trị Việt Nam cũng cũng bừng hết, tan nát hết chính trị Mỹ, cũng phức tạp quá. Ờ, nó rắc rối nhưng mà nó đã nó rất là thú vị uh, nếu như mà mình hiểu được cái cái chuyện đó nó thưa anh Nam. Tại vì nhiều ừ. ngoài ngoài nước Mỹ đó họ đọc báo chí Mỹ, kể cả, cả những người bên Âu châu chúng mà chúng nói Việt Nam họ đọc, họ đọc họ tưởng là họ biết nhưng mà cái mô hình ở bên nước Mỹ đó nó không giống như là bên bên những nước khác. Khi mà mặc dù là cuộc bầu cử nó diễn ra tại 50 tiểu bang, mặc dầu là người ta lấy phiếu của toàn dân bỏ lại, nhưng mà tại vì cái thắng thua đó là nó do cái số phiếu cử tri đoàn của mỗi tiểu bang, cho nên nó hơi khác biệt một chút xíu và vì cái cấu trúc của 50 tiểu bang đó, nó 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 có cái nhiều cái mà người ta thấy rằng là khoảng là 40 tiểu bang là hoặc là nó nghiêng về cộng hòa nó gọi coi là màu đỏ hoặc là nó nghiêng về bên đảng dân chủ là màu xanh cho nên 40 cái tiểu bang này đó không cần là chuyên gia gì mình cũng biết là là nó sẽ nghiêng về ai là mình biết là mỗi ứng cử viên nó sẽ được bao nhiêu phiếu trước cái ngày đếm phiếu rồi thành ra cuối cùng nó còn khoảng 10 cái tiểu bang còn lại là nó được coi như là ngang ngửa và nó có thể nó thay đổi và trong 10 cái tiểu bang đó đôi khi người ta rút lại chỉ còn có 7 cái tiểu bang thực sự là là nghiêng ngửa và cuối cùng nó đôi khi nó cũng khoảng chừng 3 bốn tiểu bang thôi. Cho nên một mặt mình coi cái tình hình trên toàn nước Mỹ, một mặt mình phải coi cái tình hình tại những cái tiểu bang chiến địa đó và xuyên qua những cuộc thăm dò dân ý đó, nó có thể thay đổi khác nhau. Cho nên chỉ có những người nào biết hiểu rõ cái tình trạng của nước Mỹ, theo dõi kỹ lưỡng thì mới đưa ra những cái nhận định cho chúng ta hiểu biết một cách nghĩa là rõ ràng và chắc chắn hơn. À, một lần nữa trở lại với ừ. anh Nam. Dạ rồi chúng ta bản tin thứ hai là kết thúc chương trình ngày hôm nay hay còn nữa không? Dạ vâng, đó coi như là hai bản tin để giúp cho chúng ta có thể uh, biết được thêm một số nhìn, hiểu được một số những cái diễn biến mà nó vừa mới xảy ra. Uh, xin uh, coi như là tạm kết thúc chương trình ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn sự uh, chú ý theo dõi của quý khán thính giả và xin uh, kính chào và hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào anh Nam ạ. À. À, cảm ơn nhà báo Mai Loan. Chúc anh một ngày vui thư dạ, yeah. yeah, vâng chào anh chào quý vị